Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Đạp Nhà Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe touring sườn nhôm thương hiệu Beston. Con xe này thì còn nguyên bản, đầy đủ các cái điều kiện, chẳng hạn để mà đi trong mưa gió trời tối, ví dụ như được trang bị là được gắn hai cái ba ga trước sau này, rồi dè chắn bùn này trước sau, đèn phản quang sau, đèn chiếu sáng trước, đùm dynamo phát điện toàn chính hãng, cặp vỏ Beston còn nguyên. Thì đây là một con xe là đầy đủ tất cả các cái phụ kiện để mà các bạn có thể sử dụng đi trong các cái điều kiện ban đêm thiếu ánh sáng hoặc là trời mưa gió. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận để các bạn cùng xem. Đây là cái bộ đầu. Bộ đầu thì đơn giản thôi, chỉ gồm cái chuông và cái tay đè vặn 7 số. Đây ạ. Sơn chỗ này thì nó hơi chảy tí. Màu của nó như vậy đó. Đây cái ba ga trước đây đó, logo Beston này bằng nhôm đúc này. Đó mình sẽ quay tới đâu giới thiệu tới đó nhé, tính mình hay quên lắm, hay quên là một, hay nói lộn là hai. Đây Beston chính hãng luôn, đùm xịn sò. Đây là vành Beston luôn ạ. Đó, phải nhôm hai lớp Beston cam đôi đó, vỏ này, cặp vỏ trước sau đây. À, room gần lại cho bạn xem đó, Beston. Thắng trước này nhá, là thắng chính hãng nhé, nhôm dày cui đó, nhôm ba mảnh dày cui. Thắng sau thì bạc đạn, thắng đùm sườn nhôm nhé. Đây, đây là sơn sườn ảnh tít luôn, rất đẹp. Marosa nhé. Đây ạ, xe thì Marosa, thương hiệu thì Beston. Đây, tức là cái hãng sản xuất là Beston. Gia băng đây, đầy đủ đây. Tem bãi đây còn mới, xe còn rất đẹp đây. Bắt nét các bạn xem cái đoạn này đó, Beston. Tem này là tem an ninh nhé. Đó, đây cái bộ chắn sên đặc trưng của một dòng, đây là cái bộ cái chắn sên đặc trưng của cái dòng Marosa. Marosa xe nam này cũng đẹp mà xe nữ cũng đẹp. Bữa nay thì lô hàng này nó về được cái xe nam này. Đây, cái chân chống chữ A rất hoành tráng nhé. Đây ạ, lip Shimano đây. Cùi đè Shimano. Dây sên lip chạy còn rất ngon nha. Cái màu các bạn thấy là cái màu nó không phải là nó bị gỉ đâu mà nó ám dầu. Mình mới bôi tí dầu, mới xịt tí dầu ở cho nó trơn. Các bạn về thì có thể vệ sinh thêm, chỗ xe mình nhiều thì mình chỉ làm, chủ yếu mình làm về bộ chuyển động thôi. Những cái hình thức thì mình không có thời gian mà mình đánh bóng cũng như mình lau kỹ, mình chỉ tập trung vào cái phần chất lượng ạ. Đây ạ. Đây, cố bắt nét ở chỗ này, sao bắt nét không lên. Cái máy của mình đó, nó gần lên rồi đấy. Đây ok. Đó, ba ga xịn zin của nó nha. Đây, quên mình chưa quay cái đùm. Cái đùm của nó sao để hoành tráng, đùm sáng bóng. Đó, đùm Shimano luôn nhé. Cái Shimano đây, mình sẽ zoom gần gần lại cho các bạn xem này.
Đó, Shimano này. Rồi, ok. Con xe này thì dáng nhìn rất đồng thanh đồng thủ nhé. Phù hợp cả với người trẻ tuổi và người lớn tuổi, nhất là các bạn mà cũng như các bác mà lớn tuổi rồi mà chạy con này thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Bởi vì nó đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện của một con xe mà chạy cà phê, cà pháo, tập thể dục cũng được. Nhất là di chuyển trong đêm tối với lại trong mưa gió là hoàn toàn yên tâm. Thì lát mình sẽ test cái bộ chuyển động đèn cũng như chớn cho các bạn xem. Các bạn xem video thì vui lòng, nếu mà các bạn có ý định mua hoặc tìm hiểu kỹ về dòng này thì vui lòng xem hết video. Bởi vì trong quá trình quay mình nói rất kỹ, thậm chí là quá kỹ. Các bạn xem xong thì các bạn sẽ hiểu cái tình trạng cái xe cũng như là như thế nào. Chứ nhiều bạn với coi được tí cái bốc máy quậy ngay thì hỏi rất khó giải thích. Bởi vì là các cụ nói là trăm nghe không bằng một thấy. Khi các bạn quay trên video này thấy cái gì mình diễn giải, mình trình bày. Đấy. Cũng tránh như tình trạng là các bạn xem thì nhớ để ý cái tiêu đề. Các bạn xem trên TV hoặc trên điện thoại đều hiển thị cái tiêu đề lên được. Nếu mà trên TV thì thường thường là các cái tiêu đề các bạn nhấp vô dùng điều khiển bấm thì nó sẽ lên ở bên góc trái phía trên màn hình. Còn các bạn mà coi trên điện thoại thì nằm ở dưới video. Thì những cái xe nào bán rồi thì mình sẽ ghi chữ xe đã bán. Thậm chí là có xe nào khách chốt gạch đặt cọc thì mình cũng ghi rõ ràng là xe đang đặt cọc. Đó. Chứ như vậy để tránh tình trạng là đỡ mất thời gian cho anh em. Gọi rồi thì lại báo là xe bán rồi. Có bác nóng tính lên thì lại phán là bảo là xe bán rồi đang làm gì. Bảo xin thưa là xe bán rồi thì ai rảnh đâu mà đăng. Tức là đăng xong khách chốt rồi, bán rồi thì mình ghi bán rồi. Đấy, thì nói dài dòng văn tự vậy để các bác hiểu, cũng như các bạn hiểu cái chuyện đó. Chứ không phải là xe mình bán nhanh lắm, những xe đẹp như này thì đi rất nhanh. Giá hợp lý. Bây giờ mình sẽ quay test cái bộ đèn nhé, để các bạn xem cái đèn nó sáng như thế nào, cũng như cái bộ chuyển động của nó nhé. Bởi vì xe mình review giới thiệu để bán hàng, cho nên là mình sẽ cần phải làm những cái đó. Đây ạ, đây là cái đèn ạ. Cất thì mình đây nhé, các bạn nhìn cái này là cái đèn nhé. Đây. Đó, nó sáng như vậy đó. Ok. Bởi vì cái đùm của nó đùm xịn, đùm bét ton, cho nên là nó phát sáng tốt lắm. Rồi, tương tự thì bây giờ mình sẽ test cái chuyển động. Cho thật gần và test cái chuyển động cho mọi người xem. Rồi nha, mình phóng lên mình test cái chuyển động này. Đây. Đây là cái bộ chuyển động của nó, là bộ chuyển động Shimano nhé. Mình sẽ test cái đĩa cho cái clip cho mọi người xem. Các bạn lắng nghe tiếng tách nhé, tiếng tách là của tai đè. Ok. Hiện giờ thì nó đã lên cái clip lớn là cái clip leo dốc này. Ok, nó rất nhạy, mình lên nhanh lên chậm này đó. Tiếng cái tách nghe rất. Rồi. Bộ chuyển động của con này thì chỉ chủ yếu là test cái clip thôi, bởi vì là cái đĩa nó có một đĩa, cho nên muốn sang cũng không có sang đĩa được. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái chớn nha. Để xem một cái đùm Shimano mà con Beton này chớn nó như thế nào. Đấy, các bạn có thể bấm đồng hồ xem chớn cũng được nữa, mình sẽ test ra.
một con xe bình thường này thôi nhá. Các bạn xem đi, chớn của nó không thua gì chớn xe đua đâu. Đó, nó quay nó không khác gì cái chớn của mấy con xe đua đắt tiền. Xe đùm đằng sau là nó là xe của thắng đùm bi lăn nhé. Đó, cái thằng bi lăn là nó thắng nó như vậy đó. Ok, như vậy thì mình đã test và giới thiệu xong cho các bạn con Touring này. Một lần nữa mình giữ ở cái góc máy toàn cảnh này để các bạn nhìn cái hình dáng của nó. Theo mình thì hình dáng rất là cân đối, đồng thanh đồng thủ. Xe là nguyên bản, gồm có ba ga trước, ba ga sau đều là zin hết, dè chắn bùn trước sau hết bánh, đèn trước chiếu sáng, đèn sau phản quang, chân chống chữ A. Đó. Thì các bạn nào mà thấy con này phù hợp, sau khi xem kỹ rồi thì mình hãy liên hệ mình theo cái số điện thoại này. Đây. Ngoài cái số điện thoại mình quay dừng ở cuối video này thì ở dưới tiêu đề mình cũng có chèn cái số điện thoại này vào cũng như trong phần mô tả. Các bạn xem video thấy thích hãy đăng ký kênh, hãy giới thiệu video và kênh này cho những người thân, bạn bè của mình để họ được tiếp cận với một kênh bán hàng mới, với một shop bán hàng mới. Thì rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ shop. Bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất.